công ty điện tử Hành Nguyễn, công ty Hào Đầu Hành Nguyễn. Hôm nay rất vui mừng được test một cục loa trầm AR40. Thì loa trầm AR40 là một trong những loa đã có thương hiệu và tên tuổi trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Nó có nhiệm vụ bổ sung lại các đặc số yếu ớt do làm buôn không làm được. Thì đây chính là Hành Nguyễn rất test thật kỹ cho bác Dương Hữu Văn, có địa chỉ là xã Phương Giao, quận Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Bác đặt Hành Nguyễn một chiếc súp AR40, thì đây chính là cục súp của bác. Em test thật kỹ, rất đẹp, vùng vắn sạch nét. Và đây bác chú ý em, đây là nút to nhỏ của trầm. Và luôn là nút cắt đặc số, khi bác dùng thì bác chỉ để em làm sao tiếng cho nó mềm thôi. Đây là với em là cắt đặc số, đừng cho nó gắt, Vừa đây bác phối hợp với loa bun. Đấy, rất là mạnh, cực mạnh luôn. To nhỏ đây là nút đảo pha. Còn tín hiệu thì bác cắm có thể từ âm ly xuống. Đây, lỗ đỏ, lỗ trắng. Bác đừng có cắm lỗ vàng, em nó vàng nó có lời nghe hơn, nó không hay. Đấy, cắm lỗ đỏ thì trầm nó hay hơn. Cái này có quạt gió tự động chạy, bắt đầu khi mà cái quạt trầm hoạt động nó sẽ chạy. Thì quá trình nghe thất quạt trầm đã hoàn thành. Và khẳng định quạt trầm này cực kỳ tốt luôn. Cực tốt luôn, uy lực, mạnh mẽ và đẹp. Có thể bắt làm cái bàn được. Đấy, cảm ơn bác đã tin tưởng, tin yêu dùng sản phẩm nhà anh Nguyễn. Chúc bác Văn đón một năm mới vui vẻ.